nhân dịp chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23 tháng 11 và kỷ niệm 10 năm dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ngày hôm nay, nhiều hoạt động ý nghĩa bắt đầu diễn ra tại thành phố Vinh. Tại Bảo tàng Nghệ An, trưng bày chuyên đề Phú Thọ, Nghệ An kết nối miền di sản được tổ chức quy mô với hơn 200 hình ảnh, hiện vật, tài liệu. Trưng bày giới thiệu hai chủ đề: tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, hát xoan Phú Thọ và dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh. Các hiện vật tái hiện quá trình hình thành và phát triển của ba di sản văn hóa phi vật thể này, góp phần nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Ngoài trưng bày tại Bảo tàng Nghệ An còn có các hoạt động văn hóa đặc sắc như triển lãm, nghệ thuật điêu khắc ánh sáng, nét đẹp di sản văn hóa Huế qua hội họa và không gian sen và thư pháp. Các hoạt động này mở cửa miễn phí đến hết ngày 26 tháng 11.